Hello, xin chào tất cả các anh em. Các anh em có nghe mình nói không? Ok. Không biết là các anh em đã bao giờ thắc mắc về một em mini PC nhỏ gọn, hiệu năng ổn định, tiết kiệm không gian, vừa sang lại vừa hiện đại chưa? Nếu như mà anh em nào thắc mắc điều đó, thì hôm nay mình xin được trình làng và giới thiệu với anh em mini PC RODES 400 G5 của nhà HP. Ok, cắt nha. Cảm giác thích lắm các bạn ơi, nhỏ gọn trên tay như là một chiếc bánh vậy. Và đây là đời thứ 5 của HP về RODES. Như vậy là nhà HP đã hoàn thiện được những hạn chế của các thế hệ đàn anh đi trước. Kích thước của thiết bị là 17,7 x 17,5 x với 34 cm và trọng lượng là 1,25 kg. Với trọng lượng và kích thước như thế này thì bạn có thể đặt để thiết bị ở vị trí mà mình mong muốn. Bạn cũng có thể đặt mini PC ở phía sau màn hình để tiết kiệm thêm không gian làm việc. Hiệu năng của thiết bị là CPU Intel Core i5, chipset B360, RAM là 4GB, ổ cứng 256GB, card đồ họa Intel HD Graphics 630, có 2 khe RAM, bạn có thể nâng cấp được tối đa là 32GB. Với cấu hình này, dư sức đáp ứng được các tác vụ văn phòng cơ bản. Nếu bạn dùng nhiều tác vụ cùng lúc thì đến hàng chính hiệu nâng cấp thêm RAM là có thể chiến thoải mái rồi nha. Tuy nhỏ gọn nhưng HP RODES 400 vẫn được tích hợp đầy đủ các cổng kết nối như hai cổng USB 2.0, ba cổng USB 3.1 Gen 1, một cổng USB 3.1 Gen 2, hai cổng DisplayPort 1.2 và cổng AJ45. Hoàn mỹ lại thêm hoàn mỹ khi chúng ta có thiết bị kết đôi và màn hình Elite Display E223 cùng với bộ combo chuột và phím nữa để chúng ta có một góc máy gọn gàng, đơn giản và chi phí là cực thấp. Nếu anh em đã bị RODES 400 G5 này thu hút hay là phù hợp với tiêu chí của mình thì hãy nhanh chân đến với hàng chính hiệu để sờ nó với mức giá tốt nhất. Và ngoài ra hàng chính hiệu còn có nhiều chương trình khuyến mãi cho anh em nữa. Nếu như anh em có thắc mắc hay là muốn tìm hiểu thêm những sản phẩm khác thì truy cập vào website hàng chính hiệu nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.